Hướng dẫn các bạn vẽ hình vuông và hình chữ nhật ở trong CAD. Đầu tiên chúng ta ấn lệnh REC, REC, sau đó ấn Enter. Bước tiếp theo là kích một điểm bất kỳ ở trên màn hình, hoặc nếu là một cái bạn vẽ sẵn rồi thì kích vào những cái điểm mà các bạn muốn. Kích một cái này, sau đó ấn Shift 2 để nó hiện ra cái chữ A còng. Và ví dụ mình vẽ hình vuông với chiều dài là 20-20 nhé, 20,20. Thì cái đầu tiên nó sẽ là theo theo phương của x, tức là phương ngang, và cái thứ hai nó sẽ theo phương y, tức là phương thẳng đứng. Nên enter phát thì nó sẽ tạo ra một cái hình vuông 20-20. Tương tự như vậy mình thì vẽ một hình chữ nhật, REC, enter, kích một điểm trên màn hình, sau đó shift a còng để nó tạo ra chữ a còng. Giờ sẽ là 30-20 nhé, 30,20. Thì chiều dài nó sẽ là ngang đấy. Tương tự như vậy, thử thêm một hình nữa, REC, enter, chọn kích chọn một điểm, a còng 20-30, thử xem thì cái hình chữ nhật nó sẽ dựng đứng lên đó. Rất là đơn giản. REC bản chất của nó chính là rectangle, tức là cái lệnh để vẽ hình chữ nhật, nhưng mà chúng ta dùng nó luôn để vẽ hình hình vuông cho nó nhanh. Thì mình nhắc lại là lệnh REC này, ấn enter, kích một cái vào màn hình, sau đó là a còng và nhập tọa độ điểm theo phương x, sau đó phẩy, rồi theo phương y. Rất đơn giản.